Rồi anh Khôi, ở nay mình giao lưu cái vườn này là địa chỉ mình đang nằm ở đâu hả anh Khôi? À, địa chỉ vườn mai của mình là ở ấp 3 xã Tân Thành, Thủ Thừa, Long An. Ngày hôm nay thì mình giao lưu cái lô này mấy ngàn gốc ha anh Khôi? Cái lô này được tất cả là 6.500 gốc. 6.500 gốc. Dạ. Cái này là hình thức mình giao lưu với anh em, mình chia thành mấy loại hả anh? Cái này mình chia thành hai loại. Hai loại. Một là mình lấy số hoành từ 17 ăn lên tới 24 luôn, là mình bán cái giá là 480.000. Rồi, còn cái loại 2 anh? Loại 2 là từ 17 trở xuống tới 13, 14. Dạ. Cái giá là 340. Dạ. Thí dụ như những cái cây mà nó hoành nó 17, 18, 19 đó mà cái loại 1 nó rớt xuống là mình vẫn tính cho anh em loại 2 luôn hả anh? Loại 2 thì lấy cái loại 1 ra, là trong số đó mình lấy loại 2 anh. Vàng bông này là mình làm Tết, mình bán Tết hôm dạ, nay hả anh? Rồi, cái bông này là đang làm nụ là để bán Tết, có sẵn nụ luôn anh. Dạ, cái này hình thức mình hỗ trợ anh em là gì gì hả anh Khôi? Cái này một cái clip của mình là 500 gốc. Dạ. Anh em lấy rút ra hàng nhất là 150 gốc. Dạ. Nếu được mà anh em lấy số lượng mà 100 gốc trở lên thì mình sẽ hỗ trợ là thì phí xe là 100 cây số. Rồi mình cho anh em gửi là tới khi nào hả anh Khôi? À, nếu mà anh em làm bông Tết thì mình xử lý làm bông, còn nếu mà mấy anh em muốn thuận chậu để năm sau thì mình cho gửi ra tới tháng Giêng tháng 2 luôn. Dạ, mấy tháng dữ hả anh Khôi? Dạ mình tại vì đất mình cũng còn thời gian đó, mình cho gửi 2-3 tháng cũng được. Dạ. Rồi như cái loại 1 là cái loại này luôn hả anh Khôi? Nè, loại 1 ha. Rồi, đây là cái thuộc hàng loại 1 cho anh em. Đây. Chiều cao nó tầm khoảng nhiêu hả anh Khôi? Này nó trung bình nè, mình 1m7 nè, nó cũng cao hơn vậy đó. Rồi, có đây. Nó cũng thấp hơn. Đây nè anh em, anh Khôi đứng nhẹ cho anh em hình dung luôn anh. Tất cả mình là toàn bộ là vỏ đất toàn bộ hết hay sao anh Khôi? Toàn bộ vỏ đất này, cái rồi. Này là bao đáy luôn anh em. Rồi, mặt bông nè anh em, đây, cái vàng bông nè anh em, mình quay cận cho nút nụ anh em. Đây, vàng nút nụ anh em. Giờ anh thấy không? Quá trời luôn anh em ơi. Ảnh đang làm bông xử lý bông Tết cho anh em nha. Cái này anh em nào mà muốn mua để mình bán Tết anh em thì mình xuống mình tham khảo cái lô mai này nha. Đây, rất là nhiều nha. Còn vàng xương nó khích gịch nè. Đây, rồi phía dưới anh em. Cái này như anh thấy có đế hay gì đó không anh Khôi? Có đế, mà cái này chưa có khai thác. Chưa khai thác ha anh. Dạ. Đây. Phía trong anh em. Rồi mình đo nhẹ thông số luôn anh Khôi. Dạ, dạ. Còn coi cái vàng nút nè anh em, hết hồn vàng nút nè. Mình dòm thấy mấy cái nách lá anh em thấy không? Rất là nhiều nút nha anh em. Rất là nhiều điểm luôn nè. Quay cận cho anh em xem nha. Quạnh nhiêu anh Khôi? Cái quạnh này 22 anh. 22 quạnh. Dạ. Đây anh em. Mình xuống vườn trước thì mình lựa những cây lớn anh em. Nguyên một clip này nó mấy trăm cây anh Khôi? Dạ, một clip là 500 cây. 500 cây nha anh em. Dạ. Cho mình lựa khoảng trăm mấy chục cây ha anh Khôi. Dạ mình lấy lựa, nếu mà lựa nhất là mình lựa ra được 150 cây. 150 cây nha anh em. Rồi, mình cho anh em tham khảo thêm một gốc loại 1 của đi anh Khôi. Dạ, dạ. Rồi tiếp theo anh em. Có cái phơm này nó lùn nha anh em, lùn lực cây. Đây, nguyên cái phơm này anh em. Rồi mình ôm nhẹ bộ tàng cái anh Khôi. Đây anh em, nguyên cái bộ tàng nha. Nó như chiếc nón lá đó. Ví dụ anh em nào thích cái tàng thông á, thoát thân nó hơi cao nha anh em. Rồi, đây. Còn những cây mà nó lùn vậy đó anh em, thì anh em chọn những cái cây mà khoái cái phơm như cây nón lá vậy đó, thì mình nên chọn những cây này nha anh em. Rồi sẽ quay hết cho anh em một vòng nha. Nguyên cái tàng nó rất là đều anh em, nhìn cây là phê. Rồi, phía trong, anh Khôi nhẹ nhẹ lật cái dàn xương cho em coi thử anh Khôi. Nó khích gịch à anh em ơi, mình thấy kiếm chỗ nào nó trống trống mình lật ra cho anh em coi. Nguyên dàn xương anh em thấy không? Dưới lên trên. Đây từ dưới lên trên rất là đẹp nha. Rồi phía dưới, đây. Đây thì có đế anh em, anh chỉ cần vẹt miếng lá nhẹ ra thì đế nó vậy nè anh em ơi. Ngày xưa mình có làm đế hả anh? Dạ, coi có làm đế hết anh. Rồi 100%. Nút nụ anh em, nút nụ thì bao nha, vàng nút vàng nụ đang làm bông cho anh em bán Tết thì vàng nút vàng nụ cứ bao cho anh em xuống đây lựa chọn thoải mái nha. Rồi anh Khôi đo nhẹ thông số luôn coi. Đây ở dưới nó có cái củ nha anh em, rồi nó bung cái bộ đế ra, còn nguyên cái vàng cây anh em, giờ nguyên vàng cây nè. Dạ cái này là hoành gốc nó là 24 anh. 24 hoành mà nó tròn đều rất là đẹp nha anh em. Rồi mình cho anh em tham khảo thêm một gốc nữa đi anh Khôi. Rồi tiếp theo anh em. Đây anh em nào cần những cây mà thoát thân cao thì nó có những cái cây như thế này anh em. Thoát thân cao vậy anh em. Đây. Cái dàn xương cái nè anh em, còn nguyên cái cây nữa nè, cây thông sao nó y chang vậy nè. Đây. Rồi mình vô mình đo nhẹ thông số luôn anh em coi. Đây. Cần thoát thân cao thì anh em lựa những cây này, nó cao lên mặt đất có khoảng 3-4 tấc với anh em. Nó xây nguyên cái tàn, nhìn cây nó gì cái thông đó. Nhiêu anh? Dạ 24 luôn anh. 24 của anh. Dạ. Còn những cây nào mà anh em thích cái phơm nó như chiếc nón lá mà nó sát tàn dưới thì anh em chọn cây nãy nha. Nói chung nhiều phong, thích phong nào lựa phong đó nha. Có cây nào loại 2 á mình cho anh em tham khảo một gốc hai gốc đi anh coi. Dạ, dạ. Rồi, tiếp tục anh em. Đây là cái phơm thuộc loại 2 anh em. Đây, quay cận cho anh em tham khảo, không phải loại 2 là nó nhỏ mà nó không có nút nha anh em. Này. Cho anh em coi nguyên cái vàng nút đó nè. Rồi, phía đây. Cái chiều cao loại 2 nó tầm khoảng nhiêu ha anh coi. Cái này chấm cỡ 1m4 quá. 1m4. Dạ. Tán ngang nó tầm khoảng nhiêu anh coi?
chín tấc à. Chín tấc. Rồi. Nút nụ nè anh em. Quá trời luôn anh em ơi. Nhìn cái vàng nút nó anh em thấy nó gào nút rất là to nha anh em. Rồi phía dưới anh em, vàng xương nè anh em. Đây. Xương nè anh em. Cái này mình đo nhẹ thông số nó khoảng nhiêu anh coi. Đây. Anh em dòm nè, nguyên cái vàng nút nè, gà vậy nè. Phơm lùng anh em ơi, nói chung thì cái hoành nó nhỏ thôi. Thứ hai là cái phơm tàn nó hơi nhỏ hơn cái loại 1. 17 hoành á. 17 hoành. Bên đây cũng thuộc loại 1 luôn hả anh coi? Dạ cái này loại 2. Ở loại 2. Đây cũng thuộc loại 2 nha anh em. Coi vàng nút nè. Vàng nút là chất lượng luôn nha anh em. Rồi. Chứ không phải nhỏ mà nó không có vỏ anh em, nhỏ mà có vỏ luôn. Ờ cái phơm này là phơm thoát phần cao nè. Đây, phơm có cần cao nè. Chiều cao thì nó cũng na ná như nhau vậy thôi. Dạ. Chứ nó không có chênh lệch nhau mấy nha anh em. Nút nụ bao. Rồi mình đo nhẹ thông số này luôn đi anh coi. Dưới này có đế không anh coi? Môi thử anh coi. Ở dưới nó còn sâu không anh? Chắc cũng còn sâu mà tại mình chưa đây, có. Đây, nó lòi nhìn anh em. Chưa có khai thác. Có những cái nó nở rồi nè. Nở cũ đế nhìn anh em. Rồi mình đo thử thông số khoảng nhiêu anh coi. Đây. Nhiêu anh coi? Cái này cũng 17 hoành nữa. 17 hoành. Rồi mình nhắc lại cái địa chỉ vườn mình hiện tại nằm đâu anh coi? Cái địa chỉ vườn mình là ấp 3 xã Tân Thành, Thủ Thừa, Long An. Rồi cái lô này mấy ngàn gốc anh coi? Dạ cái lô này là 6.500 gốc. Rồi mình nói với anh em chi tiết từng loại luôn anh coi. Dạ cái loại 1 á là lấy hoành từ 17 ăn lên tới 23 24 luôn là mình dạ. Giá là 480.000. Rồi. Rồi cái loại 2 là từ 17 trở xuống tới 13 14. Dạ. Là giá đó là 340. Rồi. Dạ. Rồi hình thức mình hỗ trợ là cái gì anh coi? Dạ mình hỗ trợ là bà con lấy được 100 cây trở lên thì mình hỗ trợ vận chuyển 100 km. Dạ. Dạ. Rồi cuối video mình có nói khán giả không anh coi? Dạ cuối video thì cũng chúc khán giả năm mới an khang thịnh vượng. Dạ. Dạ. Rồi anh em nào thích thiện chí mình đi cứ liên hệ trực tiếp với anh coi nha. Bảo đảm anh em khi anh em xuống vườn thì anh em có giao lưu nha anh em. Anh em mình đam mê đừng tiếc chi cuộc điện thoại nha.